ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Đăng thách thức cả hồn ma ám ghế. Cuộc chiến cung đình do Tô Lâm phát động giờ đây sắp kết thúc giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 1 mục tiêu tạm chiếm ghế chủ tịch nước, đạt mục tiêu này Tô Lâm sẽ tránh được giới hạn tuổi, giới hạn 2 nhiệm kỳ ở Bộ Công an và kiếm suất đặc biệt để bước lên đỉnh cao danh vọng là ghế Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, ghế chủ tịch nước lại là chiếc ghế đầy hung hiểm, xui xẻo. Từ sau cái chết đầy bí ẩn của ông Trần Đại Quang, cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, thông qua không một ai ngồi ghế này mà lại không yên ổn, kể cả ông Tổng Trọng. Trong trường hợp ông Lương Đăng Quang nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an và Tô Lâm phải ngồi ghế chủ tịch nước, thì rõ ràng vị thế của Tô Lâm không giống với Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. So với hai vị chủ tịch nước đã ngã ngựa, Tô Lâm có thế tựa vững chắc hơn. Ghế chủ tịch nước trở nên xui xẻo từ sau cái chết của ông Trần Đại Quang một cách hết sức bí ẩn. Giả sử việc ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an và ông Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước trở thành sự thật, thì liệu Tô Lâm có thể vượt qua được lời nguyền của chiếc ghế ma ám này hay không? Khi Tổng Trọng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước vào năm 2018, thì thế và lực ông còn cao hơn cả Tô Lâm bây giờ. Ông Trọng lúc đó vừa là nhân vật số 1 trong tứ trụ, vừa nắm Bộ Công an, vừa là Bí thư Quân ủy Trung ương. Thế mà ông còn suýt tòi mạng và để lại hậu quả là dù chữa trị thế nào, ông cũng không thể đi đứng bình thường được nữa. Khi đi, đều phải có người dìu. Cho đến nay, vụ ngã bệnh của ông Trọng tại Kiên Giang là do người làm hay do trời làm, vẫn còn là một bí ẩn đầy thách thức. Nếu Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước mà Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc không nắm được chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì thế của Tô Lâm chẳng khác với cái thế của Trần Đại Quang trước đây. Và cái kết cho Trần Đại Quang thế nào thì ai cũng thấy rõ. Thậm chí nếu rơi vào trường hợp này, Tô Lâm còn gặp nguy hiểm hơn Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng rất nhiều. Bởi Tô Lâm đã gây thù chuốc oán quá nhiều với các đồng chí trong Bộ Chính trị và trong Trung ương Đảng. Kết thúc giai đoạn 1, có thể Tô Lâm đạt được mục đích, tuy nhiên, ở giai đoạn 2, việc giành lấy ghế Tổng Bí Thư có lẽ sẽ không dễ dàng với Tô Lâm. Trong vai trò là Bí Thư Quân ủy Trung ương, ông Trọng có thể đem quân đội ra để đối phó với Tô Lâm. Hơn nữa, Phan Văn Giang cũng không thể ngồi yên để cho Tô Lâm tự tung tự tác. Bởi một khi Tô Lâm chiếm được ghế Tổng Bí Thư, thì ông cũng mặc nhiên trở thành Bí Thư Quân ủy Trung ương và là cấp trên của Phan Văn Giang về mặt đảng. Một khi Phan Văn Giang ra mặt đối đầu thì Tô Lâm sẽ không còn dễ dàng như những trận chiến vừa qua. Trong quân đội có đầy đủ các cơ quan an ninh, cơ quan điều tra và tổng cục tình báo. Ở khía cạnh điều tra, quân đội không thua gì công an, nếu không nói là mạnh hơn về mặt tình báo. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, liệu ông Tô Lâm có tránh được lời nguyền hay không đang là câu hỏi đặt ra. Hiện nay, công ty Xuân Cầu của Tô Dũng là em trai của Tô Lâm đang bị quân đội điều tra. Đây chính là mối hiểm họa tiềm ẩn rất lớn với Tô Lâm. Dù nắm chắc Bộ Công an nhưng trước quân đội, có thể Tô Lâm vẫn bị gục ngã như thường. Khi Tô Lâm vẫn chưa đạt được chiếc ghế Tổng Bí Thư thì vẫn chưa có điều gì chắc chắn cả. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Như vậy, dù ngồi ghế chủ tịch nước vẫn nắm được Bộ Công an, nhưng cũng không thể an tâm mà ngồi ghế Tổng Bí Thư. Trở thành chủ tịch nước thì cũng mặc nhiên là ủy viên thường trực Quân ủy Trung ương và là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang trên danh nghĩa. Tuy nhiên, vẫn là cấp dưới của Tổng Bí Thư về mặt đảng, mà trong hệ thống chính trị tại Việt Nam, đảng lãnh đạo chính quyền. Ở thế về ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Lâm cần phải điều khiển Bộ Công an đi đúng quỹ đạo của mình, may ra mới có thể an toàn. Tuy nhiên, đó chỉ là cách đối phó với con người, còn một khi trời hại thì Tô Lâm có mặt thoát đằng trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Đăng thách thức cả hồn ma ám ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, phe Tô Đại
dùng vũ khí gì. Hiện nay, Bộ Chính trị đã rụng 5 trong số 18 người. Số phận chính trị của bà Trương Thị Mai đang được tính từng ngày. Có khả năng chỉ một thời gian nữa, tổng số ủy viên Bộ Chính trị bị rụng giữa chừng sẽ là con số 6. Tuy nhiên, theo thông tin ngoài luồng, số ứng viên được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị Hội nghị Trung 9 sắp tới sẽ là 5 người. Như vậy, vẫn không thể bổ sung đủ số ủy viên Bộ Chính trị đã và sẽ ngã ngựa. Khả năng 5 người sẽ được bầu vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, bà Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương. Nếu danh sách này là đúng thì rõ ràng hai nhân vật từng tháp tùng ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua là Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang không thể chen chân. Phải chăng hai người này đã bị Tập Cận Bình quay lưng? Ông Tô Lâm chỉ giỏi đe dọa chứ không giỏi thuyết phục. Nhưng trên mâm cỗ quyền lực này cũng không có bóng dáng của hai đệ tử ruột Tô Lâm, đó là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đều là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Xem ra trong kỳ phân chia ghế mới này của Bộ Chính trị, phe Công an bị hất ra rìa. Như vậy, phải chăng Bộ Chính trị đang có ý đồ không cho thành phần bên dưới của Bộ Công an ngồi lên ghế Bộ trưởng nếu Tô Lâm rời ghế? Thực ra đây mới chỉ là những nhân vật được đề cử, chưa bỏ phiếu thì vẫn chưa chắc chắn có lên được hay không, bởi luôn có thể có những tình huống bất thường xảy ra. Trước mắt, phe lò của ông Tổng bao gồm những người trong ban bí thư được ưu tiên đẩy lên Bộ Chính trị, trong đó có ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng đang bị Tô Lâm bao vây, nhưng uy tín của ông Trọng vẫn còn rất lớn. Khi Bộ Chính trị họp, người ta sẽ ưu tiên chọn người mong Trọng giới thiệu vào Bộ Chính trị, chứ không chọn người của Tô Lâm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là để đưa được đệ ruột vào Bộ Chính trị thì Tô Lâm sẽ phải làm gì đây? Công cụ lợi hại nhất mà Tô Lâm có thể dùng để điều khiển các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị, đó là hồ sơ đen của những người này. Hiện nay, Trung ương Đảng có 200 người đã rụng hết 11 người, còn lại có 189 người. Đây là số lượng rất đông, có khả năng Tô Lâm không thể lập đủ hồ sơ đen của quá nửa số ủy viên Trung ương Đảng. Có thể Tô Lâm điều khiển được 63 ủy viên Trung ương đứng đầu các tỉnh, nhưng cũng chỉ bằng 1/3 số ủy viên Trung ương mà thôi. Việc bầu bổ sung của Bộ Chính trị kỳ này là một bất lợi lớn cho phe của Tô Lâm, bởi khả năng thuyết phục được Trung ương Đảng không cao. Tô Lâm chỉ giỏi đe dọa, chứ không có khả năng thuyết phục. Tuy nhiên, dù có khó khăn nhưng vẫn chưa phải là đã hết cơ hội. Nếu Tô Lâm đưa được người Hưng Yên vào vị trí bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính trị, thì trước sau gì người đó cũng được bầu bổ sung. Nếu thay Tô Lâm làm Bộ trưởng, trước sau gì ông Lương Tam Quang cũng được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Mới đây, thông tin nội bộ cho biết các bên đã ngã giá xong một số vị trí, trong đó Tô Lâm sẽ làm Chủ tịch nước và Lương Tam Quang sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Lương Tam Quang làm Bộ trưởng thì việc ông vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Bởi đây là vị trí do Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhận. Chỉ cần phe Hưng Yên có được hai Ủy viên Bộ Chính trị thì sức mạnh của phe này sẽ được nhân lên gấp bội. Đến lúc đó phe này sẽ có lợi để giành thêm nhiều ghế hơn. Khả năng cao từ nay đến đại hội lần thứ 14 sẽ còn rất nhiều người tiếp tục rụng khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Và Đảng lại phải bầu bổ sung lúc đó. Không chỉ có ông Lương Tam Quang mà còn có thêm các nhân vật khác gốc Hưng Yên sẽ vào Bộ Chính trị. Thời gian còn là cơ hội còn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, phe Tô Lâm dùng vũ khí gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.